Tối 27 tháng 1 năm 2018, sau trận chung kết bóng đá giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, tại khu vực trung tâm thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, rất đông bạn trẻ đã nán lại làm vệ sinh, nhặt hết rác mà hàng ngàn người đã để lại trên sân hay trên các bãi cỏ. Trước đó đồng hành cùng U23 Việt Nam, Hội Nghệ sĩ trẻ ở thành phố Huế phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn đã tổ chức buổi tiếp sóng trận bóng với màn hình LED khủng và biểu diễn văn nghệ hát mừng cổ vũ cho đội bóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ca sĩ trẻ ở Huế. Sau trận đấu, hàng ngàn cổ động viên đến xem đã để lại một lượng rác không hề nhỏ. Từ vỏ chai nhựa, bao ni lông, vỏ lon kẽm đến từng miếng rán cổ đồng đều được các bạn tình nguyện lượm trả lại không gian xanh và sạch cho nhà thi đấu. Số đồ nhựa, vỏ lon sẽ được các bạn trẻ đem tặng cho một cụ già để bán phế liệu. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.